TikTok Shop Golden City. Chào các bạn nha, đây là bộ tủ quần áo chúng em vừa làm xong và thiết kế làm tại xưởng và đã lắp ráp tại địa phương luôn. Để quay cho các anh chị xem là cái tủ của chúng em làm, các anh chị nhìn từng cái chi tiết. Ván này là ván OK ADF nhá, mà chúng em sơn chân cạnh hết, chống bị lở luôn, không có dán như ngày xưa là người ta phải dán cái cạnh nhựa đây. Chúng em toàn là sơn hết nhá, sơn. Và em sẽ làm từng cái chi tiết một, quay từng cái góc cạnh và cái tủ, cái ngăn kéo cho các anh chị xem này. Rõ là từng chi tiết cho anh chị xem. Tha hồ để đồ nha các anh chị, tha hồ để đồ rất là chắc chắn nha, rất là xịt sò luôn, hoàn toàn là làm tại xưởng nha các bạn. Nhìn nó giống như đồ nhựa đúng không? Không phải đâu, bằng gỗ đấy, không phải bằng nhựa đâu, các bạn nhầm đấy. Nếu như mình không nói các bạn tưởng đồ nhựa, không phải đâu, bằng gỗ nhá, gỗ nè các bạn. Nhìn thấy thế nào các bạn là cho mình cái comment nha. Các bạn có nhu cầu như thế nào thì các bạn cứ gửi qua Zalo số cho mình, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn cái thông tin và làm. Nếu các bạn ở phương xa, các bạn có thể alo mình làm xong kích cỡ đúng cái bản vẽ của nhà anh chị, sau đó mình gửi về quê cho anh chị rồi thi công lắp ráp, các anh chị tự lắp ráp, chúng em sẽ kích hình và các anh chị chỉ có ráp cho mà thôi ha. À. Cái này là chưa xong nha, đang làm nha các anh chị, đang còn làm nữa, nhưng mà mình quay sơ cho các anh chị xem luôn, khi hoàn thiện thì quay sau. Giờ thì đang ở thi công thì để là kiểm tra trước lúc khi hoàn thiện để bàn giao, khi vào nhà mới là đừng có sửa nữa, có cái góc cạnh nào nó lỗi sản phẩm và chúng ta sẽ làm ngay, không để tình trạng mà khi vào nhà mới là bắt đầu lại là bảo anh ơi sửa cho em này, sửa cho anh kia là không có đâu nha. Các anh chị cứ phải tự kiểm tra nha, chứ chúng em không có kiểm tra đâu, chúng em chỉ làm những sản phẩm mà đúng chất lượng và cái nào ra cũng đều là kỹ thuật và sửa sang lại hết những cái bức kệ. Và cho các anh chị xem cái kệ này. Đó, những cái tủ này đấy các bạn chờ xem em review nè, mang đến lắp ráp này, bóc đèn này, làm lại hết những cái đồ dùng mà thiết kế những cái cho hộ dân mà gọi là lâu năm thứ cấp, chúng em làm lại mới hết ha. Rồi đến đây thì xin cảm ơn các bạn nha, hãy follow để biết vào vô địch thông tin để tìm hiểu nha, tìm hiểu nhiều cái sản phẩm do chúng em làm ra nha các anh chị. Chúng em làm ra là từ những cái sản phẩm mà được nghiêm ngặt tìm hiểu những cái linh kiện của những cái nhà sản xuất, làm sao để mang lại cái giá trị cao từ những cái bản lề này nè, từ những cái bản lề là chúng em phải là tuyển hết, phải có thương hiệu, phải đỉnh cao chúng em mới làm nha, phải có đỉnh cao chúng em mới làm và các loại đó, các loại sản phẩm để phục vụ phải đạt tiêu chuẩn chúng em mới đưa vô khai thác nhá, làm cho anh chị yên tâm. Các bạn cứ follow phía dưới để mà biết thêm thông tin nha. Cần các bạn cần những gì thì cứ nói mình, cứ cần gì muốn làm gì cứ nói mình, nhắn tin qua hoặc comment phía dưới và mình sẽ hỗ trợ cho các bạn và sẽ cho các bạn tham quan nhiều cái sản phẩm mà chúng em làm. Ok các bạn nha.